Nhân ha CEO, chào các bạn. Mỗi ngày cuộc sống sinh hoạt của các bạn diễn ra như thế nào nhỉ? Chúng ta cùng nhìn vào các bức ảnh hôm nay nhé. Hình đầu tiên là gì nhỉ? Giờ hoa Rainbow ta, xem phim nè, Telejournal Bồ ta, xem TV, Chinguru Mana ta, gặp gỡ bạn bè, Suri Masita ta, uống rượu nè. Email Rainbow Neta là gì nhỉ? Gửi email ấy. Pianchi Rainbow Neta, gửi thư. Checker Ita, đọc sách. Karuchita là dạy học. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ thử đi vào đoạn hội thoại. Và sau đó chúng ta sẽ thử viết thử một đoạn hội thoại của chính mình xem là mỗi ngày cái cuộc sống sinh hoạt của chúng ta diễn ra như thế nào nhé. Chúng ta đi vào huê hoa hội thoại. 언제 한국어를 공부합니까? 언제 한국어를 공부합니까? Bạn học tiếng Hàn khi nào vậy? 어제 한국어를 공부합니다. 어제 한국어를 공부합니다. Tôi học tiếng Hàn vào buổi sáng. 오후에 무엇을 합니까? 오후에 무엇을 합니까? Buổi chiều thì bạn làm gì? 오후에 친구를 만납니다. 오후에 친구를 만납니다. Buổi chiều thì tôi đi gặp bạn bè ha. Trong bài nó kêu là có hẹn với bạn bè. Nhưng mà manata đó các bạn, có nghĩa là gặp gỡ nhé, gặp gỡ, hẹn gặp cũng được. Bây giờ các bạn thử viết một cái đoạn, ví dụ như là thay đi, Önce hangukkeureul geomguhamnikka này, thay vì nói buổi sáng, các bạn thay bằng những cái danh từ mà chúng ta có trong cái từ vựng mà chúng ta học dưới đây xem sao nhé. Rồi chúng ta hỏi các hoạt động buổi trưa, buổi tối của bạn như thế nào ha. Bây giờ chúng ta sẽ học từ vựng rồi áp dụng vào viết thành một đoạn hội thoại của riêng mình. Hủy là từ vựng. Achim buổi sáng, bữa sáng. Achim chom sim buổi trưa, bữa trưa. Chom sim chờ nhập buổi tối, bữa tối. Chờ nhập phàm ban đêm, phàm sang il sinh nhật, sang il Ilki, nhật ký. Ilki, chinku, karuchita, dạy học, karuchita, manata, manata động từ gặp, manata, ota động từ đến, kata động từ đi, chemi ita thú vị hay, choahata. Chúng ta đọc là choahata, cái chữ hi ở dưới chữ cho đó chúng ta không đọc ha. Choahata động từ thích, ita có. Sata động từ mua, sata mokta động từ ăn, mọc tà
Mọt tà, ha tà, động từ làm. Ha tà, động từ làm. Chít tà, động từ chụp, chụp ảnh đó ha. Chít tà, kỳ pư tà, vui, tính từ vui. Kỳ pư tà, ai tà, động từ biết. Công vu ha tà, động từ học. Công vu ha tà, nô re ha tà, động từ hát. Nô re ha tà. Các bạn nhớ học và nắm vững các cái từ vựng này các bạn nhé. Rồi sau đó chúng ta sẽ dùng các cái từ vựng mà chúng ta vừa học được để thay thế vào các từ như là ơn chê han cúc cơ rưng công bu hàm gì cả. Chúng ta có thể thay ra bằng ơn chê han cúc cơ rưng karu chim gì cả. Bạn dạy tiếng Hàn khi nào á? Xong rồi hỏi ô chơn. Ô chơn thì ở đây chúng ta sẽ thay đổi rằng a chim này, chơm chim này, hoặc là chơn nhớ ha. Ô hu ta có thể, ô hu là buổi chiều, chúng ta có thể thay đổi thành bữa sáng, buổi sáng, buổi trưa ha. Rồi động từ là làm cái gì, mua sư hành đi ca, làm cái gì. Chinh cô rơi mà nam đi ta, gặp gỡ bạn bè. Chúng ta có thể là ở đây chúng ta có thể là dùng các cái từ khác như là do re ha tà. Do re ha tà là hát này, công vu ha tà học này, hoặc là mộc tà ăn. Chúng ta thay thế vào đoạn hội thoại này, thứ nhất là để mình nhớ lâu từ vựng, thứ hai là để điện nói luôn các bạn nhé. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi bài học này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở bài sau các bạn nhé.